Hello Fans xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị quay trở lại với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 11 thì có những cái thông tin xoay xung quanh thị trường cổ phiếu có những cái biến động vẫn còn và có khả năng chúng ta vẫn phải cẩn thận hơn trong cái vấn đề day trade của mình. Còn về Shiba Inu thì vẫn là những cái tin tức mà chiều ngày hôm qua và xà tối đêm ngày hôm qua và đã chia sẻ đó thì Shiba New có một cái tin gọi là gút nhất đó là AMC họ đã đêm ngày hôm qua thì ông CEO đã tweet ở trên cái Twitter đó là AMC một chuỗi giả rạp hát công ty lớn của Mỹ họ bắt đầu đi vào cái vấn đề sẽ chấp thuận payment bằng con đường online trên Bitcoin và một số những đồng tiền điện tử khác như Bitcoin Cash, Litecoin và đồng thứ hai họ sẽ thực hiện đó là Darkcoin quý vị nha. Dogecoin is coming next thì có nghĩa là cũng được game ít rồi. Và đồng thứ ba mà họ đưa ra đó là trong cái, cái 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 Twitter thì ông cũng nói là ông cũng sẽ add thêm cả Shiba Inu Mặc dù chưa chắc chắn cái ngày là bao nhiêu nhưng mà đây cũng là một cái tin có thể nói là sẽ là một cái tin good news để cho Shiba Inu có thể có thêm những cái động lực trong những cái thời gian tới. Còn quay trở lại với cái thông tin của những cái trang báo khác cách đây 4 giờ, 2 giờ, 1 giờ đồng hồ thì họ cũng đưa ra cái cái, cái sự bứt phá của đồng shiba inu nó đã làm đình đám trong thốt, suốt thời gian qua và hiện tại nó là đồng điện tử được rất nhiều tất cả trong các cái trang web uh, hiện tại quan tâm mặc dù vậy thì họ cũng đưa ra do cái thị trường cổ phiếu nó đang gặp phải rất nhiều những cái uh, ảnh hưởng từ lạm phát ở mỹ cũng như uh, về cái gói cơ sở hạ tầng còn chưa được ngã ngũ thì uh, hôm nay gói cơ sở hạ tầng ông joe biden thì cũng đã ép thêm uh, gọi là thêm cái mục tiền trong cái gói ông sẽ ký vào thứ hai tới đó quý vị thì ông ấy cũng đã tuyên bố là ông ấy đã đã ấp đã, đã ru đã chuẩn thuận để chuẩn bị cho cái việc ký đó thế mặc dù như vậy thì cái gói này lát nữa em sẽ chia sẻ riêng cho quý vị ở kênh MMV Family Cuộc sống Mỹ để cho quý vị biết thêm những cái chi tiết nha còn bây giờ thì chỉ chia sẻ qua cho quý vị về thị trường cổ phiếu thôi thì thị trường cổ phiếu sau khi mà đã bị ảnh hưởng bởi ông cuộc họp của ông Fed cũng như là cái ngày thứ sáu thì thường là nó sẽ có những cái nó cũng có những cái dao động hơn đó thì có thể là nó sẽ thấp hơn so với những ngày thường vì thứ sáu là cái deadline của tất cả các cái loại option đó quý vị bên cạnh đó thì cái cổ phiếu của cựu tổng thống donald trump nó lại đang ở trên cái đà bứt phá riêng cái cổ phiếu này thì vanessa đã nói với quý vị rồi nó mang nhiều cái tính chất chính trị ở bên trong nữa cho nên là Ờ, nó có thể thay đổi do cái sự nội bộ giữa Cộng hòa và Dân Chủ khi mà nó có những cái thay đổi thì lập tức nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như những cái vấn đề mà Cộng hòa nắm giữ và then chốt thì nó sẽ cũng thúc đẩy cái cổ phiếu của cựu Tổng thống Donald Trump bay lên. Đó thì hôm nay ai còn giữ cái cổ phiếu này thì mặc dù nó bay lên nó cũng chỉ bay được đến 65 thôi. Mình thì mua 96 và mình vẫn còn hâu quý vị nhà vẫn đang lỗ còn lại cái cổ phiếu quốc họ thì em đã khuyên quý vị là cứ nên uh, nên nên mua trong cái thời điểm để mà uh, nó vẫn còn đang rất là thấp vì cái hệ thống không người lái có thể nó sẽ phát triển rất là rất là mạnh ở mỹ trong cái thời kỳ uh, tương lai gọi là một cái ngành một cái 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 rất là đặc biệt mà nhiều người có thể là không có để ý đến nó nhưng mà nó lại xuất hiện và có thể nó sẽ là một cái uh, cổ phiếu đi đến cái bứt phá đầu tiên trong lịch sử vì là chưa có một cái gì mà có thể lái mà lại không cần người lái cả và lại người ta gọi là cái drone đó quý vị nó giống như là một cái trực thăng đó và họ sẽ shipping bằng cái hệ thống đó và không cần có người lái trên cái hệ thống đó còn một loạt những cái hệ những cái mã cổ phiếu liên quan cơ sở hạ tầng thì trong cái đợt vừa rồi Vanessa đã chia sẻ với quý vị rồi nhưng mà cái phần energy clean energy á nó chiếm tám mươi mấy tỷ coi như nó chiếm nhiều nhất còn lại cái phần mà hôm qua em đã chia sẻ cho quý vị là liên quan tới Sạc. Thì cái này mặc dù nó chỉ chiếm có hơn 7 tỷ thôi, nhưng mà cái công ty của nó cái vốn đã à, cái các các cáp cũng như là cái mở rộng thị trường nó cũng rất là cao cho nên vẫn là cái sự tiềm năng cho quý vị mua nữa. Và đặc biệt hôm nay cơ hội để cho quý vị mua vào là công ty của Fox hôm nay thì uh, có xuống so với hôm qua một chút xíu không có xuống mấy gọi là ít ít thôi quý vị nhưng mà cái giá vẫn là quá đẹp để cho mọi người mua vào có 19.42 hiện tại thôi này đó thế còn vắcxin vaccine thì chúng ta cũng chờ để cho cái mũi bút nó đi vào ổn định đã tại vì nó vẫn còn đang bấp bênh nhiều người chưa có ghét thì nó chưa có bứt phá được mặc dù như vậy thì Moderna họ vẫn tin tưởng là nó sẽ lên được với cái ngưỡng 300 thôi quý vị thì hôm nay nó vẫn chưa có đạt được cái ngưỡng uh, như mong đợi nhưng mà cho dù thế nào thì nó cũng đã tăng lên rất nhiều so với hôm qua. Thì hy vọng là mọi người đừng quá lo lắng. Nếu như mà uh, mọi người đã đang bị lỗ thì cố gắng chờ thêm nó sẽ lên được hơn cái mức hiện tại bây giờ với cái mức giá 300 là cái mức resistance họ đang mong mong chờ đó quý vị. Còn Tesla thì tất nhiên Elon bán quá nhiều thì 4 5 tỷ mà quý vị thì nó sẽ bị ảnh hưởng thôi. Nhưng mà vẫn là cơ hội long hâu long thơm lâu dài thì đừng có lo. Còn nếu ai day trade thì quý vị lo lắng, còn nếu mà hâu long thơm thì quý vị cứ kệ nó không có vấn đề gì. Tại vì đã xác định invest thì nó khác với day trade quý vị nha. Phải xác định là mình đang đầu tư ở cái diện gì để mà uh, để mà mình mình quyết định bán hay là không. Đây là cái mã energy năng lượng sạch đó quý vị. Vẫn còn là cơ hội nha quý vị, tại vì cái mã này em mua từ lúc có hai đồng 3 đồng mấy cơ. Bây giờ nó lên rồi nhưng nó vẫn có khả năng bay lên rất là nhiều nữa. Vẫn là cơ hội cho quý vị mua. Thì rất nhiều những cái mã nằm trong cơ gói cơ sở hạ tầng nữa nhưng mà những cái mã đấy thì em đã để tại vì nó nhiều quá và đã đã để ở trong cái group uh, trên Facebook rồi, quý vị có thể vào và coi tại vì em đã chụp hình cho rõ rồi tại vì lên trên này mình không thể sâu được hết cho quý vị nó mất thời gian đó thì quý vị có thể roi vào cái giúp ở trong cái comment comment men game á rồi quý vị sẽ vào đó để coi rất nhiều đây này những cái mãm này nó xanh gì hết này đó thì tất cả những cái chia sẻ của Vanessa nó chỉ là mang tính chất tham khảo lát nữa có thời gian em sẽ lên em mua cái floki một ít để em hướng dẫn quý vị cách mua nha cũng là cái sự thử vận may thôi chứ cái mã đó nó cũng chưa có được uh, nhiều người ưa chuộng đâu chỉ chẳng qua là nó do cái tên floki niêm yết của elon musk thành ra nó mới quá nổi tiếng như vậy thì lát nữa mà có thời gian em sẽ lên em làm cái video cho quý vị cái hướng dẫn cái cách mua cho quý vị nha rồi rất tại vì rất nhiều người hỏi rồi chúc cả nhà mình may mắn và ai mà có lời thì cứ nên chốt lời còn ai đã bị lỗ thì cố gắng chờ đợi đừng có cắt lốt nó sẽ rất là lãng phí ném tiền qua cửa sổ đó quý vị ơi hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo nhớ chia sẻ ủng hộ Vanessa like share đăng ký kênh quý vị nha bye bye